Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn ván đấu chung kết đỉnh cao của giải cờ tướng tranh cúp Bảo Bảo Bôi năm 2024 giữa hai tay cờ trẻ hàng đầu của cờ tướng Trung Hoa đương thời. Bên đỏ đi tiên là Vương Vũ Bác và người cầm bên đây là Mạnh Phần Duệ. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ
吃。吃。吃。吃。Và tới hình cờ trên sau phần cờ cho bình tướng quân lộ 6, để tìm hướng công thì thế công đến từ bên đỏ quá mạnh, đặc biệt là còn hơn quân thì bên đen của Mạnh Vân Duệ đã phải buông cờ nhận thua trong hình cờ đó. Và kết quả chung cuộc thì Vương Vũ Bác đã giành ngôi vị quán quân của giải cờ tướng Bao Bảo Bôi năm 2024. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.